Út Sương xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn kênh Hương Nguyệt miền Tây nha. Thì hôm nay Út Sương đặt sợi dây á, thì mình đi thăm, thì mình đặt ở trong nhà mình ăn á, thì Út Sương mời ông bà cô chú anh chị các bạn đi thăm với Út Sương nha. Giờ này cũng xế chiều rồi, mà sao nắng quá chị luôn. Ui, ấy cá bự nè. Ra. Ra cá bự bự mà đó cũng được. Nóng quá. Tại vì cái lỗ này nè, lỗ bự á, cho nên là cá bự bự vô không à. Cái đầu tiên cũng chấm sao còn. Còn cá bự. Một số thẳng chân. Mới đốt đồng. Wow, cái này nhiều nè. Ôi, sao không mấy con cá sạch nữa. Bị nhấm cho chỏi nha. Hơi nắng nha. Do là Hữu Sương đặt ở nhà ăn á, cho nên á là mình đi thăm giờ nào cũng được. Trời ơi, cái gì đâu. Còn mà như người ta đặt bán á, thì người ta phải đi sáng sớm. Sáng sớm là người ta đi thăm rồi. Cái vô bự không à, mấy cái lỗ này nè nó bự á, cho nên là vô cá bự bự không à, còn cá nhỏ nó ra được. Mà đi thăm sợi dây này hơi bị thơm nha. Nói chứ hơi có mùi xíu, tại vì cái lên đặt sợi dây nữa, đặt lấy đặt bằng sắt sắt mắm á, đặt bằng sắt mắm nè, hoặc là mình để thêm cái gì à, cái dịch á, cái dịch hơi chuối chuối chứ mấy con cá nó hết thầm vậy đó. Nè. Nóng quá trời luôn. Ở dưới đường mương này á, là cá rô này kia, cá rô phi hoặc là cá dê cũng nhiều lắm á. Mình hay cắm câu ở đây đó. Đặt thuốc mà kia luôn kìa. Ê kiếm người xuống. Ui trời, con y trời ơi, gì vậy? Ơ à, vô con cua luôn kìa. À, vô con cua hả? Con cua nhỏ. Ủa sao mà nó vô được ta? Ôi nó ra con cua nhỏ mà càng cho bá luôn. Hồi nãy nhảy lên cái đùng luôn. Tưởng gì dữ rồi. Nè, vô được con cua nè. Nè, con cua nè. Cua vô xà dây luôn, dữ thiệt chứ. Ủa mà công nhận cái đợt này cá bự bự mà. Trời ơi, đổ con cái nó nhảy kìa. Chắc là con cá này nó muốn nướng chui rồi. Trời ơi, đen rồi rồi, rõ không. Sao mà vô được con cua vậy, hay vậy? Lần đầu tiên mà mình đặt xà dây mà vô con cua luôn á. Ai thả mà sao mà cua nỉ đỏ ha, gan con bà khí vậy đó. Vai cua nhỏ quá mình không có bắt, với lại có con mà có cá đủ ăn rồi, mới thầm có ba cái thôi đó cả nhà, mà quá trời luôn. Đây là cái thứ tư nè. Bước xuống cái bao được không? Wow, nhiều quá. Nãy mình cầm con cá
dính vô cái tay giờ dính họ đi người luôn. Ủa tính ra cá nhiều. Đợt này đi cá nhiều nhiều mà. Bự. Cá bự luôn. Cái lỗ bự quá nó nhờ nó cá nhỏ ra chứ. Tại cái lỗ này bự nè. Cá nhỏ đâu có ấy được đâu. Mà mình thích ăn cá nhỏ. Cá bự, cái lỗ cá nhỏ chiên lên ăn ăn nguyên con luôn. Còn cá bự này thì mình hơi sợ xương xíu. Đi. Để đi chút lấy. Bốn cái. Để này. Này xíu quay lại rồi lấy. Cái này ta đốt lòng mà ít bữa nữa nước lên xong rồi ta thả vịt. Lúc đó trời liền một cái văng ra ngoài chân luôn. Lúc đó đi lụm chiến dịch móc chiến dịch. Ý cái này cũng được nè, cái này cũng vừa vừa. Ủa mà công nhận cá bự không à, nè cá bự không à. Trời ơi. Cá này vô chiên. Chiên ăn với rau sống này kia. Nhiều ghê luôn á, một thao luôn đó nha. Ôi. Đặt ở nhà ăn thôi đó mà cỡ này. Mà người ta đặt đặt nhiều nữa cỡ nào ở dưới đường mương nha, ở đường mương xương á. Cá vô dữ lắm. Tại vì cây cối này kia, gáo này kia nhiều lắm. Cá nhiều chứ không có xuống dưới mò được. Tại vì cây không à. Không có xuống mò cá được. Nên là đi đặt xà di. Với xà hai cắm câu ở ngoài đây nè. Cắm câu ở đây cá chê nhiều dữ lắm luôn á. Mấy cái này là lúa. Lúa nó còn sót lại. Nó lên cây quá trời. Ủa cây này cây gì trời ơi, bông hết trời kìa. Có ai biết cây này cây gì không? Chứ mình là không biết rồi đó. Đây là cái cuối cùng. Cuối cùng. Những cái này cũng muốn. Ê cái này cũng được nè. Ôi giời. Cái này cũng được. Cái này nước biết có cá dưới đây không ta? Thấy nước quá trời luôn kìa. Chắc không có cá đâu. Nó đâu có làm sao mà có cá được. Nữa mình kiếm mấy cái đường mương nào còn nước á, mình ra mình kiếm mình tắt mương. Tại cắt lúa xong hết trơn rồi. Ơi cũng được cái bộ nhiều quá. Mà công nhận á, cái gô bự không à. Nhận cá bự bự không luôn. Ngày ở nhà rồi cá bự không luôn, đã ghê rồi. Ý, cá này mẹ mình kho vô kho cái gì nè, kho lấy mấy cái củ cải trắng á. Xong rồi kho. Mình biết gọi cái đó là cái gì nữa. Mà cũng ngon á. Chấm rau này kia. Hoặc là xíu chắc mình vô mình hái trái bầu. Có thể là nấu canh cũng được nữa. Hoặc là cá kho với củ cải trắng á, xong rồi bầu mình luộc. Luộc chấm. Trời ơi, mới nói thôi mà thèm rồi đó. Không biết ăn như thế nào luôn. Cái này chắc là ăn được 2 ngày luôn quá. Hôm nay ăn giấc chiều, xong rồi sáng mai ăn sáng mai nữa là đủ rồi. Trời ơi, nhà cũng có 4 người à, ăn nhiều. Nhà cũng ăn không có nhiều. Nhảy hoài gì? Mấy thà này. Thôi giờ cũng chiều rồi, vô mình mặn cá này kia, vô hái trái bầu nữa là đủ bữa cơm đó. Cả nhà thấy ở dưới quê đơn giản không, nhiều người kiếm đồ ăn nhanh lắm. Mình bây giờ kiểu mình trồng cây trồng cối này kia ở nhà để mình kiếm đồ ăn này kia khỏi đi chợ. Còn cá thì mình đi mò hoặc là đặt xà di hè, hoặc là giăng lưới, hoặc là tối mình đi cắm câu. Nói chung là muốn ăn là phải đi làm nha, chứ không có đâu mà ăn. Nói chung là có con cá là ở dưới quê thì kiếm đồ ăn dễ, ra đồng là có hết trơn à. Còn hôm nào mà không có cá thì đi chợ đổi món này kia, chứ ăn cá hoài nó cũng hơi ngán.
À giờ đi vô nắng quá. Thì clip đặc sợi di của Thu Sương tới đây khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã coi hết clip. Cả nhà thấy hay thì cho Thu Sương xin một like được đăng ký nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị các bạn clip sau. Xin chào.